Và anh Quang này, tại sao khi nói về câu chuyện lãi suất của Fed, chúng ta lại cần đến bộ cung này ạ? Vâng, cung và mũi tên đúng không ạ? Chắc chắn là để tìm hiểu được Fed đang làm gì thì mời chị Thu Hương cũng như là quý vị khán giả hãy cùng chơi trò bắn cung. Nhưng mà luật chơi như thế nào thì lại theo cung thủ Fed ạ. Vâng, trên thực tế thì cách chơi như thế này ạ. Mũi tên mà chúng ta đang có ở đây chính là con số lạm phát mà Mỹ có hàng tháng mà chúng ta vẫn thường nghe đấy ạ. Còn cây cung ở đây chính là cái công cụ lãi suất mà Fed đang điều hành hiện nay. Trên thực tế thì chúng ta hãy cùng xem là Fed đang điều hành như thế nào ạ. Trên thực tế ạ, vâng, chúng ta hãy cùng thử bắn cung ạ. Cũng giống như là môn bắn cung thực thụ ạ, ở đây chúng ta sẽ cần phải dương cây cung lãi suất, bắn mũi tên lạm phát đến sát với hồng tâm trên bảng nhất. Hồng tâm ở đây chính là con số mục tiêu 2% mà Fed thường xuyên nhắc tới. Lịch sử cho thấy là Fed có vẻ thường ngắm bắn khá là chuẩn. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 thì lạm phát của Mỹ luôn quanh ngưỡng 2%. Nhưng đến giai đoạn hậu Covid-19, cung vẫn dương lên, tên vẫn được bắn đi, nhưng mũi tên lạm phát thì đi chạch ngày càng xa hồng tâm. Từ 4,02% vào năm 2021 tăng mạnh lên 6,26% vào năm ngoái. Vâng, như trong trò chơi của chúng ta thì trong năm 2022 thì Fed đã dương cung tới 7 lần, tương ứng với 7 lần tăng lãi suất liên tiếp trong năm ngoái thôi. Tuy nhiên thì có vẻ như là mũi tên lạm phát vẫn đi chạch khá xa so với mục tiêu. Tuy nhiên sang đến năm 2023 thì hệ thống ngân hàng của Mỹ liên tục đón nhận những thông tin không mấy tích cực về thanh khoản, khiến cho việc ngắm bắn trở nên vô cùng khó khăn. Đã có nhiều khán giả trước thị trường phố Wall mong muốn Fed hạ cung nghỉ bắn, chờ mây đen qua đi, nhưng Fed vẫn muốn trở thành một cung thủ kiên định. Và Fed thì đã dương cung một lần nữa, tương ứng với mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách tháng 3 vừa kết thúc. Liệu lần này mũi tên có bắn trúng hồng tâm? Cung thủ chủ tịch Fed ông Jerome Powell đã có câu trả lời tuần qua. Kể từ cuộc họp lần trước của Ủy ban Thị trường mở, các số liệu nhìn chung mạnh mẽ hơn dự đoán, cho thấy động lực lớn của nền kinh tế và cả lạm phát nữa. Chúng tôi vẫn cần tập trung vào việc đưa lạm phát đi xuống, bởi trong dài hạn, đây là điều có lợi nhất với người lao động và nền kinh tế. Với phát biểu vừa rồi của ông Powell thì có thể thấy là Fed vẫn cần dương cung để mũi tên lạm phát có thể tiến gần hơn về hồng tâm ạ. Vâng, chính xác là như vậy. Nhưng thực ra thì nếu so với lần điều trần ở Quốc hội Mỹ cách đây có 2 tuần thôi, thì giọng điệu của ông Powell đã khác rất nhiều. Nói như CNN thì đó là các biến động ngân hàng đã làm lật cánh các con diều hâu của Fed. Và điều để có thể hiểu rõ hơn về thông điệp lần này của Chủ tịch Fed là ông Jerome Powell thì chúng tôi đã cùng kết nối với phóng viên Lê Tuyển từ Trung tâm Tài chính New York, Mỹ ạ. Xin chào anh Lê Tuyển ạ, giới phân tích thì đã nhìn nhận ra sao về quyết định lần này của Fed? Phải chăng là họ đã chịu ảnh hưởng đáng kể từ những phản ứng trên thị trường ạ? Quyết định của Fed vừa rồi là nằm trong dự đoán và được giới phân tích cho là dễ hiểu. Về mặt nguyên tắc thì Fed chịu trách nhiệm về hệ thống tài chính và kinh tế vĩ mô. Đây là những công việc khác nhau và đương nhiên thì đòi hỏi những công cụ điều tiết khác nhau. Vì thế, quyết định vẫn tăng lãi suất của Fed cho thấy là ngân hàng này vẫn muốn tách bạch hai nhiệm vụ kể trên. Khi cần hạ nhiệt lạm phát, hạ nhiệt tăng trưởng thì họ dùng công cụ tăng lãi suất. Nhưng để tránh tác động xấu tới hệ thống tài chính thì họ cho các ngân hàng vay tiền nhiều hơn thông qua công cụ lãi suất chiết khấu, ưu đãi và thời hạn cũng dài hơn. Còn về mặt tâm lý thì các chuyên gia cho rằng là nếu như lần này Fed ngừng tăng thì dễ khiến cho thị trường hiểu lầm rằng Fed thiếu tự tin và sẽ phải sớm hạ lãi suất. Dù sao thì mức tăng 0,25 điểm phần trăm kèm theo thông điệp rằng việc tăng trong tương lai không còn chắc chắn nữa cũng đã phần nào khiến cho các nhà đầu tư bớt căng thẳng. Xin mời trường quay. Vâng, chúng ta sẽ cùng trở lại với phóng viên Lê Tuyển sau ít phút nữa. Có thể thấy là Fed đã cân nhắc khá kỹ lưỡng từ nhiều phía với quyết định ở lần tăng lãi suất thứ 9 này. Điều này cũng dễ hiểu khi mà con số là dù là 25 điểm cơ bản đã nằm trong dự báo thì giới đầu tư phố Wall vẫn có những phản ứng khá thận trọng. Trong phiên giao dịch ngày thứ tư ngay sau quyết định của Fed thì các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đã đồng loạt giảm. Đây được cho là ảnh hưởng khi mà giới đầu tư phải đồng thời theo dõi hai phát biểu khác nhau, một từ cuộc họp báo của ông Powell và một là từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ bà Janet Yellen về vấn đề bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng. Do đó, các quan điểm thận trọng có xu hướng thắng thế.
Phải đến phiên giao dịch ngày thứ 5 và thứ 6 thì thị trường mới phủ sắc xanh trở lại với mức tăng vừa phải. Đây được xem là thời điểm mà các nhà đầu tư mới bắt đầu nhìn nhận điểm tích cực từ các phát biểu từ việc ông Powell phát tín hiệu đó là Fed không còn quá cứng rắn với việc tăng lãi suất tiếp. Ngay cả biểu đồ dự báo lãi suất của Fed còn gọi là dot plot thì cũng đã phát đi những tín hiệu tốt lành cho thị trường. Cụ thể là trong năm 2023 thì mức lãi suất kỳ vọng là khoảng 5,1%, trong khi hiện mặt bằng lãi suất của Fed đã ở mức là 4,75% đến 5%. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phóng viên Lê Tuyển ạ. Anh Lê Tuyển, với dự báo trong biểu đồ dot plot thì có vẻ là Fed đang phát những cái tín hiệu là sẽ tăng lãi suất hay là dương cung tối đa là một lần nữa từ giờ đến cuối năm. Phải chăng là kỳ vọng lạm phát của Fed sẽ giúp kinh tế hạ cánh mềm ạ? Đây là câu hỏi quá khó mà ngay cả Fed cũng còn phải xem xét ở từng giai đoạn. Chúng ta chỉ có thể nhìn vào biểu đồ dot plot để hiểu tâm tư của các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang về mức lãi suất họ kỳ vọng trong tương lai. Lần này thì 10 trên 18 thành viên muốn lãi suất sẽ đạt mức đỉnh trong năm nay khi tới ngưỡng 5,1%. Điều này có nghĩa là Fed sẽ chỉ tăng thêm một lần nữa và sau đó tạm dừng. Cùng với đó thì Fed dự báo triển vọng tăng trưởng GDP trong năm nay sẽ đi xuống tới mức khoảng 0,4%. Năm tới sẽ tăng dần lên là 1,2% và 2025 sẽ là 1,9%. Như thế cũng có nghĩa là cơ quan này đang hướng tới một mục tiêu, đó là hạ cánh mềm mại. Mong muốn là như vậy nhưng thực tế sẽ cần thời gian để chứng minh. Xin trở lại trường quay. Vâng, cảm ơn phóng viên Lê Tuyển với những phân tích từ Mỹ. Nhìn chung thì chặng đường sắp tới của Fed sẽ vẫn có khá nhiều những thách thức và chưa thể dự đoán được kết quả. Tuy nhiên thì lần tăng lãi suất mới nhất này thì cũng đã cho thấy cơ quan đóng vai trò như Ngân hàng Trung ương của nước Mỹ đang có những phản ứng khá nhanh nhạy trước những biến động của thị trường và nền kinh tế số 1 thế giới. Và với sự giảm tốc trong chính sách lãi suất của Fed thì trong nước Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm dư địa để hạ lãi suất điều hành. Và mới đây thì lần đầu tiên trong 2 năm Ngân hàng Nhà nước đã giảm các mức lãi suất điều hành từ 0,5 đến 1 điểm phần trăm. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới thì vẫn phải giữ lãi suất ở mức cao để đối phó với lạm phát thì động thái giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được xem là nỗ lực lớn để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Với ba cái lãi suất là lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất trên giao dịch trên thị trường liên ngân hàng. Thì nếu mà ngân hàng nhà nước mà hạ lãi suất xuống thì các ngân hàng có khả năng vay mượn nhiều hơn từ ngân hàng trung ương, từ ngân hàng nhà nước. Và từ đó cái khả năng thanh toán của họ, có thể nói là cái thanh khoản của các ngân hàng tăng cường, và từ đó họ có thể hỗ trợ nền kinh tế một cách nó mạnh mẽ hơn. Không những là dễ dàng tiếp cận với vốn tín dụng hơn, mà chi phí cho cái việc mà vay tiền của ngân hàng cũng sẽ rẻ hơn. Vừa còn trên thị trường thì những ngày qua lãi suất huy động ở các ngân hàng thương mại đã liên tục được điều chỉnh giảm rồi. Mức lãi suất huy động từ 9% một năm trở lên đã trở nên thưa thớt trên bảng niêm yết của các ngân hàng. Nếu có áp dụng trên 9% thì thường đi kèm với một số các điều kiện về số tiền gửi, như là tối thiểu khách hàng phải gửi từ 300 tỷ đồng trở lên. Còn lại thì mức lãi kỳ hạn từ 12 tháng phổ biến là 7,2 đến 8,9% một năm đấy ạ. Vâng, lãi suất huy động giảm, nhưng mà tôi đang muốn đặt câu hỏi đó là liệu các ngân hàng có đảm bảo để có thể gọi như là hút tiền được trong dân hay không, khi mà những người gửi tiền thì thường chọn gửi vào ngân hàng khi mà lãi suất hấp dẫn ạ? Vâng, thực tế thì chúng ta phải nhìn là mức lãi suất trên dưới 9% một năm không phải là thấp đâu ạ. Đặc biệt là trong bối cảnh các kênh đầu tư khác đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như là lợi tức thấp hơn thì gửi tiền vẫn là lựa chọn của rất là nhiều người. Và với diễn biến lãi suất đang giảm dần những ngày qua thì những người gửi tiền lại có xu hướng là chuyển dịch sang các kỳ hạn dài hơn để hưởng mức lãi suất tốt hơn. Điều này lại rất có lợi cho các ngân hàng khi có thể huy động nguồn dài hạn đáp ứng nhu cầu vay lâu dài của thị trường. Hôm nay mình dự định đi gửi là kỳ hạn 6 tháng, nhưng mà đến đây thấy cái lãi suất của kỳ hạn 18 tháng ấy, nó chênh gần 1%, cho nên là mình dự định chắc là sẽ gửi kỳ hạn 18 tháng. Ngân hàng này cho biết người dân sau khi nắm bắt được xu hướng giảm lãi suất thì thường chuyển sang kỳ hạn từ 8 đến 18 tháng. Điều này giúp các ngân hàng có cơ cấu nguồn vốn ổn định hơn. Đây là lần thứ tư của chúng tôi điều chỉnh từ đầu năm đến nay, và tính tổng cái mức giảm từ đầu năm đến nay là từ 1 đến 2% tùy các kỳ hạn. Đối với các cái sản phẩm tiền gửi online thì khách hàng có cái mức lãi suất ưu đãi cộng thêm từ 0.1 đến 0.5%. Khi mà mặt bằng lãi suất được kéo dần xuống, nó trở về cái bình thường mà lẽ ra nó phải có như vậy, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là lãi suất cho vay nó sẽ hạ theo.
và như vậy thì cũng đã đạt được cái mục đích là mong muốn hạ lãi suất để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Và như chúng ta vừa xem xong phóng sự thì phía ngân hàng cũng cho biết là họ đang có các điều kiện để có thể hạ lãi suất cho vay thêm nữa. Tuy nhiên thì mức tăng trưởng tín dụng đầu năm như tôi đang thấy đó là khá là chậm, chỉ đạt khoảng 1,1%. Vâng, đúng là như vậy, nhu cầu vốn vay trong nền kinh tế là có, nhưng mà thời gian qua lãi suất cao khiến cho các doanh nghiệp không vay vốn ngân hàng. Nhưng mà khi mà mặt bằng lãi suất hạ thì sẽ giúp nhu cầu vốn vay khởi sắc trở lại. Và các doanh nghiệp thì họ đang rất là kỳ vọng sẽ được tiếp cận với vốn vay với mức lãi suất thấp. Từ đầu năm đến nay, đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp này đã giảm khoảng 20% so với cùng kỳ. Giá nguyên vật liệu đầu vào cũng đang có xu hướng tăng. Do vậy, nếu được giảm lãi suất cho vay sẽ giúp doanh nghiệp bớt được áp lực chi phí. Hiện nay doanh nghiệp chúng tôi đang vay một số tiền của ngân hàng rất lớn mà với lãi suất là trên 10%. Mà tới đây được hạ lãi suất tới thì chúng tôi rất vui mừng phấn khởi và để chúng tôi lấy đồng tiền đó chúng tôi cải tạo lại sản xuất. Lãi suất hạ thì chắc chắn rằng nó sẽ có hai cái tích cực. Một là cái niềm tin vào cái kế hoạch kinh doanh nó sẽ được thúc đẩy hơn vì là chi phí đi vay nó sẽ rẻ hơn. Cái thứ hai nữa là người ta biết người ta có thể tận dụng được nhiều hơn các cái vốn từ ngân hàng thì cái việc hoạt động không phải chỉ đơn giản là việc là đầu tư vào sản xuất kinh doanh dài hạn mà họ còn phải cơ cấu cả cái tỷ lệ vay nợ trên cái tổng nguồn vốn vay của doanh nghiệp. Phía các ngân hàng cũng kỳ vọng khi mặt bằng lãi suất được giảm thêm trong thời gian tới thì sẽ kích thích nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Bởi hiện nay, tín dụng đến đầu tháng 3 mới tăng 1,1%, khá thấp so với cùng kỳ năm trước. Sẽ có việc rà soát để ban hành lại các cái quy định về các cái mức lãi suất huy động cũng như là mức trần lãi suất cho vay với các khu vực ưu tiên. Và với cái mặt bằng lãi suất có nhích xuống thì tôi cho rằng là sẽ kích thích được cái cầu về tín dụng. Việc giảm lãi suất điều hành được nhìn nhận là tín hiệu tích cực với thị trường. Nhưng nếu nhìn rộng hơn so với thế giới thì với hơn 300 đợt tăng lãi suất trong năm 2022 để đối phó với lạm phát thì chúng ta cần phải lưu ý những cái gì khi mà lãi suất giảm ạ? Vâng, một vài cái số liệu để mọi người có thể hiểu hơn về tình hình lạm phát của chúng ta là theo số liệu từ Tổng cục Thống kê thì lạm phát trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao nhưng đã có xu hướng chậm lại trong 2 tháng đầu năm nay rồi ạ. Chỉ số giá tiêu dùng CPI so với cùng kỳ đã giảm 4,89% trong tháng 1 xuống 4,38% trong tháng 2. Dù vậy thì vẫn không thể chủ quan, việc giảm lãi suất cũng cần phải được tính toán kỹ để tránh các nguy cơ về lạm phát. Lãi suất nó là một cái vấn đề mà thật sự ra nó có cái tác động hai chiều. Giảm lãi suất thì mình hỗ trợ những cái hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Nhưng mà đồng thời nó cũng có thể làm tăng lạm phát lên. Nếu mà chúng ta giảm lãi suất, người ta có thể vay tiền rất nhiều. Và cái số tiền vay đó là cái lượng tiền đổ vào trong lưu thông. Mà cái lượng tiền đó nếu mà nhiều quá thì nó lại bùng lạm phát lên. Thành ra đối với các cơ quan quản lý, cái vấn đề lãi suất làm sao để chúng ta vừa hỗ trợ nền kinh tế mà vừa kiểm soát lạm phát. Hạ lãi suất xuống sẽ làm cho người ta đi vay nó thuận tiện hơn. Thì các thành phần kinh tế, cái việc đầu tiên là phải có những cái kế hoạch kinh doanh để sử dụng cái đồng tiền đó đúng mục đích. Cũng như là với các cá nhân, tại thời điểm này không phải là cái thời điểm mà chúng ta có thể tiêu xài hoang phí. Thế mà thấy lãi suất hạ xuống là chúng ta chạy đi, chúng ta mua tất cả những mua sắm theo cái mong muốn của chúng ta. Người sử dụng vốn cần phải có những cái kế hoạch cho nó đúng đắn. Vâng, cần có kế hoạch sử dụng vốn cho đúng đắn ạ. Giảm lãi suất thì giúp các doanh nghiệp có được nguồn vốn đáp ứng các hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó cũng giúp tăng khả năng phục hồi, nhờ đó mà tăng khả năng trả nợ ngân hàng. Bên cạnh đó thì khi các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng loạt phục hồi trở lại sẽ giúp nguồn hàng đưa ra thị trường dồi dào và qua đó thì giá cả cũng được bình ổn. Nhưng với những biến động khó đoán định của kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ cần chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.